Xin chào mọi người, mình là Thắm, mình là Hoài. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mình được đi ăn như thế này đây. Tại vì mình là cái đứa hoa khó ăn nên là cứ bảo đi ăn là mình đi ăn thôi. Khó ăn nhưng mà em sẽ nướng lại Thắm ăn. Lấy cho chị đôi đũa đi. Hôm nay mình sẽ ăn nướng. Nhưng mà tại vì là mình cũng ăn được một ít rồi, bụng mình cũng no rồi. Đây đây đây, nghe chín, ôi mình nghe là tơi hết rồi. Nhưng mà ngon lắm đây. Luôn mọi người ạ. Cái này nó cũng chín rồi này. Mình thử cho mọi người ăn, mọi người xem nhá. Rất là ngon luôn. Ăn xong là phải uống thêm một ít nước mắm, một ít nước coca. Ngon đấy. Ngon đấy. Nướng thịt cho Thắm. Lấy cho chị đôi đũa đi. Đây. Cho một ít. Mình là mình không biết nướng thịt đâu. Mình chỉ biết mỗi ăn thôi. Thế nên là thịt nó thành bóng đêm hết rồi. thế nên là chưa có người yêu cũng phải các bạn ạ. Buồn lắm. Đây là món chân gà bóng đêm. Mình đang ăn được một góc à. Mình sẽ không ăn góc nữa. Cái gì kia? Mà mọi người nha. Đây là thuyền hả? Thuyền dài ghê luôn. Quá. Thấy thuyền mọi người ạ. Ôi, lần đầu tiên mình đến thuyền như này luôn á. Hài nhỉ. Không nhận, lần đầu tiên mình đến thuyền như này luôn. Dài thật luôn. Ui. Như một cái nhà luôn. Ui, chân gà trông ngon cực luôn. Ui, bảo mát. Ăn đồ nướng ở bờ sông thật là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nên thử các bạn ạ. Thật sự là no quá rồi. Nhưng mà vẫn có thể ăn được. Thắm ăn miếng đi. Tuyệt vời luôn. Hai ăn đi ngoài. Chị không ăn thịt bò đâu. Mình sẽ ăn nấm đây đây. À, Hoài ăn thịt bò đấy, chị ăn thịt bò đó. À, mình sẽ ăn nấm dùi gà đó. Mình không ăn nổi thịt bò các bạn ạ, buồn lắm. Ngon quá đi. Ngon quá đi. Nấm ngon nhở. Sắp hết một chai nước chấm nước sốt rồi. Sắp hết một chai nước sốt rồi các bạn ạ. Thật là đã. Thì là mình đã ăn hết được tầm 1/4 lửa cân thịt rồi. Chị mới làm xong. Đây. Hình đây như là phải lấm. Cho nấm đùi gà. Đây là nấm đùi gà nha các mọi người ơi. Hãy cùng mình thưởng thức nha. Nấm này chín chưa nhỉ? Đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh. Đỉnh luôn. Ngoài. Cái này thì mình sẽ ăn một mình và không quấn với cả lách nữa. Ăn nấm đi gà. Để nấm đùi gà tiếp nhé. Hình như là
lấm này rất là ngon các bạn. Hợp với luống này. Đấy, thịt chuẩn bị thành thịt bóng đêm rồi các bạn ạ. Nấm đùi gà cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Mọi người ạ, ôi trời ơi. Phải cho nấm này để cho nó mất thôi kìa. Cho nó ngon luôn. Đây, đúng rồi. Mà thời tiết này mà ăn đồ nướng thì tuyệt vời luôn, quên luôn cái lạnh của mùa đông luôn. Lại sắp thành thịt bóng đêm rồi, đúng là không thể nào mà tin tưởng rồi. Đây nha, đây là mình giới thiệu nha, củ khoai mình rất là tâm đắc để nướng nó và nó thành cục than. Rồi lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Đó, không nướng kiểu này nữa. Đã thành than các bạn, nhưng mà mình thử bẻ ra nhá. Vẫn ngon. Vẫn ngon luôn. Đây để mình ăn thử nha, xem mùi vị nha. Ngon các bạn ạ. Cho miếng ngon lắm. Nhưng mà tại vì là chị Thắm đi lựa chọn khoai nên đâm đà khoai nó không ngọt. Không thể ngọt thế được. Do đây là lỗi do người chồng nha. Chồng khoai không ngọt. Khoai đang nướng là ngon thật. Giấy ăn đâu rồi mọi người? Đây này, cho xin biết. Đây này. Đây, nóng quá. Ui, hình như thịt lại cháy rồi. Nóng quá, nóng quá. Đây, để mình ăn lốt, thử nước lốt của khoai nha. Lần này mình sẽ rõ vị hơn. Khoai mỡ nhưng mà không, vẫn không ngọt. Sở thích của mình là mình rất thích anh ăn khoai. Hơi đen một tí. Ngày xưa mình bé ấy, mình hay đi ra ruộng nhà người ta ăn trộm khoai rồi. Ăn trộm khoai xong rồi đi lướng, xong bị người ta đuổi cho chạy quanh rừng, quanh đúng vườn quá. Luôn cho cá còn ăn đi, thịt cho cá còn thịt. Đi đào sắn trộm nữa cơ, cho cá ăn thịt. Các bạn nào phải ở nông thôn như mình thì mới hiểu được cảm giác đó. Suốt ngày thích đi chăn trâu cùng các anh chị, nhưng mà là bởi vì là toàn đi trộm khoai mới cả trộm sắn lướng. Ăn khoai lang đi. Nào. Ui. Chết rồi. Tí khoai lang ngon lắm mọi người ạ. Khoai lang ngon lắm luôn mọi người ạ. Không biết là cái môi của mình đã bị đen xì chưa. Mới là em bị đen. Vẫn còn hồng lắm, vẫn còn đỏ lắm. Đây là than các bạn. Đó, các bạn nhìn rõ không? Đây. Đó. À, bộ là than thôi, còn đúng một cục này. Một cục để ăn luôn. Mình ngon ba củ. Sau đây mình sẽ review củ thứ hai. Khoai lang ngon mọi người ạ. Củ này có vẻ ngon hơn đấy các bạn. Nướng wow. Các bạn thấy chưa? Tuy là mình nướng không khéo lắm nhưng mà lần sau mình sẽ cố gắng nha các bạn. Các bạn hết sức thông cảm nha. Xem ăn củ này nó không khác củ kia. Hình như là cái vỉ nó đã bị lệch. Cái vỉ nó bị lệch rồi. Nhưng mà hình như cái vỉ nó không nóng nhỉ? Cái vỉ này nó bên cạnh nó không nóng.
lỗi sự cố. Lỗi sự cố. Trời. Ui. Bị lỗi sự cố. Đá đâu rồi? Đá bị rơi xuống dưới này nè. Lỗi sự cố rồi. Thôi, để mình review lốt cái hoa này cho các bạn nhé. Các cụ ngày xưa bảo là ăn khoai thì đông con. Mình chả hiểu nhưng mà mình thích ăn khoai rồi. Không biết sau này có đông con không? Để mình thử trước nha. Củ này thì ngọt này. Đây là không phải là do tiếp tục ăn cái miếng thịt này. Đây không phải là do bà trồng khoai các bạn ạ. Đây là do có củ lọ, củ kia, có củ ngọt và củ nhạt. Củ tuyệt vời luôn. Nóng quá. Nóng quá các bạn ơi. Chị ơi, khoai ngon lắm. Để tí thịt chín đi ăn, mình ăn khoai trước đi. Khoai là thịt đi cháy rồi. Cắm ấy để em lật. Đây là món thịt bóng đêm nha các bạn. Ui, bóng đêm luôn. Bóng đêm là có thật. Cháy rồi. Bọn mình không biết là ăn được ít hay được nhiều ấy. Thì bọn mình sẽ nướng trong cái phạm vi bọn mình ăn được. Ăn hết bọn mình nướng tiếp. Chứ không, bọn mình không nướng, không nướng nhiều ra đây đâu. Rồi không ăn được, đổ đi rất là lãng phí. Khoai lang ngọt lắm mọi người. Nhưng mà không hiểu sao là bị rách tay rồi. Mà lốt của khoai đã. Rách tay rồi. Sao ấy? Không biết nó rách chỗ này rồi sao ấy, đau quá. Đến không? Mọi người ơi, chắc là video nó hơi dài rồi. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Tại vì mình đang đam mê ăn củ khoai này quá nên là thôi mình cứ đi. Bye bye, tạm biệt các bạn. Tạm biệt mọi người.